con về ở mẹ con dư 1 tỷ năm đầu tiên chú. Trời ơi. Trời ơi. Tết năm đó con làm ở mẹ năm nay dư 1 tỷ nha. Làm dâu 1 năm là dư 1 tỷ. 3 năm rồi chắc cũng là 3 tỷ. 3 tỷ rồi. Thôi thôi đó. Con làm dâu đi. Chắc phải cô cũng có. Hết rồi, ta có hai người hết luôn rồi. Cô hỏi cô còn có chị em gì không con nhỉ? Thấy chưa? Làm dâu 1 năm dư 1 tỷ. Rồi cái 1 tỷ là mình có chia cho mẹ không? Không, chị thôi đó. Dạ, chào cô. Trước tiên là cô từ Quảng Nam đấy, là cô cũng tặng quà Quảng Nam. Ồ, có quà luôn hả? MC. Trời ơi, cái này là cái gì vậy cô? Bánh in bánh đậu xanh nhân thịt của dân Quảng Nam cô làm. Làm nhà mình có sản xuất cái này luôn không cô? Không, nhà cô thì không sản xuất cái này. Bánh đậu xanh nhân thịt này của chú nha. Ủa, không mình chia chứ chú. Không, con bịch con nhỏ ăn hết. Nấu này cho hai người. Không, nhưng mà con ăn bịch thôi, con nhỏ ăn hết. Rồi để bàn chú đi. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm. Rượu hồng đào chưa uống đã say đúng không? Hay quá. Quảng Nam thì nắng nóng lắm con ơi. Bây giờ mẹ chồng giới thiệu tên tuổi của mình cho khán giả cùng nghe. Mẹ là Lưu Thanh Tiến, sinh năm 1968, quê ở Quảng Nam. Mẹ là có hai người con. Đứa con Đào là sinh năm 1990, hai đứa con trai hết. Vậy là được mấy dâu rồi? Được hai dâu hết. Hai dâu luôn? Là dâu này dâu Úc. Vậy là có kinh nghiệm trong việc quản lý dâu rồi đó. Mẹ thoải mái lấy chuyện dâu con thì mẹ thoải mái lắm. Mình giới thiệu về phía con dâu đi. Mình làm dâu được bao lâu rồi? Dạ con chào chú Quyền, đang chờ chị. Con làm dâu được năm nay là 3 năm rồi ạ. Con tên Trần Lê Mai Thương. Con sinh năm 94 ạ, năm nay con 29 tuổi. 3 năm thì chắc mình cũng có baby rồi đúng không? Dạ chưa ạ, em dự định chắc sang năm. Chúng ta trở lại cái trước 3 năm đó. Khi mà mẹ chồng thấy cô con dâu tương lai này xuất hiện đó thì mẹ có ấn tượng điều gì không? Mẹ thì không ấn tượng chi mà mẹ thấy con dâu ốm quá. Ăn không nhiều nữa. Đâu có ốm đâu. Mẹ cầm cái tay ngoài xạ quá mà kêu cái tay chúng nhau xíu xíu đi. Chứ còn mẹ thì không phản đấu gì hết. Thấy ốm quá mà sợ ta. Sợ về nó không có. Ốm quá. Không có sức khỏe không có sức khỏe. Không có lo việc gia đình này, cơm nước thì kia được hay sao? Cơm nước thì mẹ không quan trọng. Quan trọng là có sức khỏe rồi nó đau nó ốm thôi. Chứ còn cơm nước thì mẹ làm hết. Con dâu mẹ thì cứ dâu chờ sợ đau ốm thôi hả? Nó ốm quá mà sợ. Mấy bà già xưa đó mà thấy dâu ốm quá mà nói sợ nó đẻ không được. Không, cái nói thì mẹ không nghĩ tới cái câu đó. Nhưng mà mẹ thì thấy ốm yếu quá đâu. Đúng rồi, sợ nó bệnh quặn. Rồi về nó mập chưa? Nó cũng ốm rồi đó, nó cũng chưa mập. Mà nó ăn ít lắm rồi. 3 năm nữa cũng vậy luôn hả? Đâu, tăng được lâu rồi, tăng được hơn 1 ký. Hơn 1 ký hả? Nó lâu mà được 1 ký là mừng rồi. 3 năm mà cô tăng có hơn 1 ký thôi hả con? Dạ, con tăng nhiều quá hả? Hay là ủa cùng quê với mẹ mà đúng không? Dạ không, đâu. Em là ở Buôn Ma Thuột á. Quê gốc em ở Phú Thọ nhưng mà em sinh ra lớn lên ở Buôn Ma Thuột. Thì mẹ đẻ em vẫn đang ở Buôn Ma Thuột. Hay là nhiều khi cái khẩu vị ăn mình không có hợp nên mình ăn ít. Thật ra một bữa em có ăn 2 chén cơm là em ăn nhiều hơn mẹ đó chị. Ủa vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà không có mập được. Chỉ có đợt mới quen về là ba bắt ăn dữ quá, ba mẹ ba ăn dữ quá. Một bữa ăn tới 4 chén cơm mà chén nhà em nó to lắm. Xong rồi tăng được 40 mấy ký. Xong sau về nhà làm dâu quen cái nhờn bớt ăn lại. Tụi con quen nhau là từ lúc mà dẫn về ra mắt mẹ chồng đó bao lâu thì đám cưới? Lần thứ hai con về là mẹ con đã tính cưới rồi, chắc khoảng 5 tháng đó mẹ ha. 5 tháng hơn 5 tháng đó. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên mày về gặp mẹ nó thấy mẹ ăn sao? Có sợ mẹ không? Cũng có, nhưng mà em nghe chồng em kêu là mẹ hiền lắm. Nhưng mà kiểu mẹ về mẹ ít nói á, thì thấy cũng lo lắng. Mà được cái là vừa mới về thì ăn cơm xong không phải dọn cơm. Ăn cơm xong mẹ kêu thôi đứng dậy đi con. Là chỉ đứng dậy thôi, không phải rửa chén, không phải dọn cơm. Thì cũng thấy hình như cũng đỡ lo một xíu. Xong từ buổi tối là mẹ cứ đi ra đi vô là mẹ làm cái này kia cho em ăn. Tại vì em hay ăn đêm thì cũng đỡ lo nhưng mà vẫn sợ nha. Sợ gì? Mẹ nấu ăn hết rồi lấy gì đâu sợ. Biết đâu kiểu lừa dâu sao chú. Trời có vụ lừa dâu đó. Trời ơi. Nhưng mà về rồi có bị lừa không? Không, em lừa mẹ. Ủa mẹ con kêu đứng lên rồi con đứng lên luôn. Tại bây giờ mọi người cũng đứng lên hết, con đứng theo. Mẹ nói chơi thôi, nhiều khi mẹ nói ngoại giao đó. Thôi đứng lên mẹ dọn cho. Người con đứng thiệt luôn hả? Tại nói nhiều lần quá thôi đứng thiệt chú. Đứng lên rồi con làm gì? Con vô phòng. Vô phòng làm gì? Vô phòng ngủ hay làm gì làm. Vô ngủ luôn vậy đó. Tại ở ngoài đó nóng là con cứ vô phòng điều hòa con ngồi thôi. Cứ vô phòng điều hòa ngồi với ngủ. Dạ. Còn để chuyện mọi chuyện ngoài đây mẹ lo. Dạ. Hay quá, dâu hay thiệt.
Nhưng mà mẹ cũng không có kêu mình làm phụ gì hết trơn hả? Thì em quý ra cũng không luôn chị, kiểu sai vặt thì cũng không sai, cũng quanh quẩn á, tiện tay nói gì nói thôi chứ rau em còn không biết vặt. Trời ơi. Xong kiểu mẹ cứ đi tới đi luôn, thôi để mẹ làm cho. Đúng rồi á, câu của mẹ là thôi để mẹ làm cho. Thật ra có rất nhiều quan điểm ngày xưa, người ta là cưới dâu về, người ta muốn con dâu phục vụ mẹ chồng, phục vụ gia đình. Thậm chí con dâu là cưới về thì quét nhà, giặt quần vũ, quần áo, rồi nấu cơm, nấu nước, rồi lo về mẹ chồng. Mẹ chồng có quan điểm gì không, hay là mẹ chồng chỉ lấy dâu về nhìn nó đẹp là được rồi, hay sao? Không, mẹ không quan điểm nữa, nhưng mà mẹ nghĩ đây này, con người ta nuôi á cũng khổ cực. Đáng về với mình á là giống như mình có thêm đứa con gái rồi. Nay mẹ rất là quý con dâu như con ruột con trai mẹ đó, chứ không có phân biệt. Nay mẹ cứ nghĩ rất là, tại vì cái gì xa cha xa mẹ là về với mình là đã buồn rồi. Nhưng mà trước tiên là về là không cần phục vụ như gia đình, mà nó ví dụ nó giặt cái đồ cho chồng nó rồi mình thấy cũng mừng rồi. Còn không mình cũng phải già con thấy không? Nay mẹ quan niệm nó đấy nha, mẹ không có quan niệm mẹ chồng làm dâu. Không mẹ rất bận không, mẹ không quan niệm. Bởi hồi xưa là mẹ sinh hơi đứa con là hơi đứa con trai là cũng yêu đãi nữa, mà kêu mẹ không đãi. Tại vì ra mẹ sau này mẹ có hơi đứa con dâu là hơi đứa con gái rồi. Nên mẹ không có đẻ. Tức là suy nghĩ từ ban đầu như vậy rồi. Nếu mẹ đẻ con gái mẹ kêu không. Tại vì con dâu sau này cũng thành con gái rồi, nên mẹ không có quan trọng, mẹ suy nghĩ ba con đào rồi. Một quan điểm mà cũng hơi, tốt. Cái con dâu đào hay con gái đó có hơi mà con rồi, chứ mà cũng chưa bao giờ nấu cần. Trời ơi vậy đó hả cô? Về 3 năm rồi thì chị thấy chị hợp với con dâu cái gì? Con dâu thì không biết mẹ thích ăn cái này cái kia. Mua về thì mẹ không có ăn, là mập ăn, mẹ là ăn cây. Mà cứ ngày nào cũng nhử mẹ ra. Dạ. Mẹ cứ mang ăn mập quá mẹ cứ mang. Mà là cái là bé là cũng ít nó á. Lo lồn, nó lo lồn lắm. Bón hòn rồi đó. Cái rồi thôi mẹ để cho nó lồn. Mà thương thấy mẹ chồng có khó tính không? Không chị, mẹ em dễ lắm. Khó gì, thấy cái gì đâu khó, ba đâu cho làm gì đâu. Nhiều khi không cái cho làm á, một á là thương con dâu quá không muốn con dâu làm, còn hai là làm không có vừa ý nên là thôi để mẹ làm cho đó. Vậy có bao giờ con làm mà vừa ý mẹ chồng không? Con có làm gì đâu mà vừa ý hay không chú, con có làm gì đâu mà vừa ý hay không chú. Đúng rồi, có làm gì đâu. Khó quá, càng này khó không có làm gì luôn. Nhưng mà từ ngày làm dâu về là thương có làm gì cho mẹ chưa? Nấu cơm, xếp quần áo? Không luôn, chắc lo rủ mẹ đi chơi. Suốt ngày tìm chỗ này chỗ kia, rủ mẹ có đi chơi không, mẹ không chịu đi. Vậy hả? Không chịu đi chơi, lo ở nhà cơm nước vậy á. Còn làm cho mẹ gì ta? Chắc mua cho mẹ được cái xe đạp cho mẹ đạp đi thể dục. Dạ. Vậy thôi đó hả? Quanh quẩn việc nhà thì con cũng không làm gì, đi ra đi vô. Cưới dâu về đi ra vô thôi vậy được rồi. Còn báo mẹ thì có, chứ báo mà làm cho mẹ thì chà, cái báo này chắc dữ à. Báo qua báo gì vậy? Báo gì á? Thế là hồi em mới về thì em có mua một cái lô đất đầu tiên, hồi đó làm chưa có tiền. Kiểu là nhà em cũng có chuyện, thế là em cũng hết tiền luôn. Xong rồi về với mẹ thì kêu là, nói với chồng, kêu anh cho em mượn tiền đi mua đất. Xong cái không biết sao tự nhiên chồng nói với mẹ, cái trưa hôm đó là em đi ra mẹ đang nấu ăn, mẹ kêu lô đất có mấy trăm mà thôi mẹ cho. Cái em mới kêu thôi mẹ cũng không có tiền để con tự mua, mẹ kêu không có nhiều thì có mấy trăm chứ đâu có nhiều thì mẹ cho. Cái em thôi mượn nha, con mượn, tới giờ cũng chưa trả. Xong đến lô đất thứ hai là em có một chút tiền rồi, nhưng mà em không có trả cái lô đầu tiên. Mượn nữa. Em cấm sổ đỏ. Tự nhiên không biết sao mà em biết mẹ nói. Tự nhiên mẹ lên phòng xong mẹ kêu còn cái sổ đỏ này ha. Xong cái hôm sau, có mấy tháng sau sao em mới sực nhớ ra là tự nhiên kêu thôi đi mua đất. Cái mới gọi cho mẹ, ủa mẹ còn quyền sổ đỏ ở nhà đúng không? Cái mẹ kêu cái cho con mượn nha, làm thì đi mua đất. Là mẹ lục lục với làm giấy tờ cho em vay em đi mua đất cái sổ đỏ đó. Vậy giờ hả? Em chỉ có đóng lãi với quyền sổ đó thôi, chứ còn cái lô trước thì em chưa trả hết trơn. Rồi hai cái lô đất của mình là hiện tại là vẫn còn đúng không? Dạ còn. Là còn cái tiền lãi thì sao không còn tiền? Em mua thêm được từ cái lô mẹ cho là em mua thêm được mấy lô nữa. Trời ơi, vậy mà nhưng mà là do cấm sổ, nhờ cấm sổ của mẹ mới mua được. Mà mẹ lâu lâu mẹ có hay nhắc không? Không nhắc gì trơn. Mẹ bây giờ mẹ cứ kêu thôi ráng đi. Mẹ có tiền mẹ cho. Ủa nhưng mà sao? Trẻ. Công việc của mẹ là cái gì cô hả? Hồi xưa là mẹ làm nghề về. Dạ. Nhưng mà xa đây cái rồi mẹ nghĩ. Dạ. Mẹ nghĩ mẹ cũng có cái xưởng. Nhưng mà xa rồi mẹ nghĩ rồi mẹ ở nhà rồi. Mẹ cũng mở quán cà phê rồi đó, cũng có cái nhân viên đồ bón rồi đó. Dạ. Bây giờ trừ mẹ cũng lớn tuổi rồi, cái rồi cũng giao cho nhân viên bón thôi. Dạ. Bây giờ trừ mẹ cũng sai thêm cái quán nữa là cho
chồng hướng dẫn quản lý. Quán cà phê hả cô hả? Quán cà phê Trà Sữa. Dạ. Cũng tao đầu kêu là cũng bái thiện đi bón cơ thì mẹ kêu thâu để cho nó bón yến sĩ cũng nhiều. Dạ. Nó lon lòm mẹ kêu thâu để cho chồng quản lý quán nó Trà Sữa nó. Dạ. Còn hơi đứa đào thì đi làm nhà nước hay rồi. Dạ. À, nên là thử thâu bây giờ mẹ cũng có thâu bây giờ bán được thì bán. Chứ không áp lực. Dạ. Nhưng mà giờ đưa nó cầm sổ đỏ gì không có lo hả? Không, mẹ không có lo. Tại vì cái sổ đỏ nó bản thân là mẹ cũng đã để cho thằng chồng nắm tay rồi. Rồi ông xã có nói gì không? Không, ba hát cũng tàu lắm. Mà nó không dám nói hay không, sao? Ba hát là cũng đồng người hiền lắm. Cũng cái là nghĩa là cho con làm ăn á thì cứ cho. Mà cho con mà hư bọt á thì lúc nó mới lo. Chứ còn ví dụ như làm ăn thì cũng phải có hầu thua lỗ thì cũng chấp nhận. Chứ không phải nạn cái chuyện đó. Nói chung là cô chú không có nạn cái tiền nào. Nói chung là rất là con mới với con. Như vậy thì con cảm giác là con hợp với mẹ điều gì và không hợp với mẹ điều gì? Con không hợp thì chắc là do kiểu tính con cũng tự lập á. Nhưng mà con không tự lập việc nhà nha. Tại vì con không biết làm việc nhà, nhưng mà mẹ thì chăm sóc tụi con quá. Đó là cái mà con cảm thấy chưa hài lòng về mẹ. Vừa là cái tính tốt của mẹ, nhưng mà vừa là cái con cảm thấy là mẹ nên thay đổi để cho tụi con tự lập. Nếu như mà con kiểu là con an phận hơn thì chắc là mẹ sẽ lo hết. Con không phải làm một cái gì luôn á. Và con không có ý chí phấn đấu nữa. Vì mẹ cứ lo lắng hoài từ cái bữa cơm, giấc ngủ. Mẹ bây giờ còn giặt quần áo cho con luôn mà. Mẹ chồng giặt quần áo cho nàng dâu luôn. Là bỏ vô máy giặt hay là cô giặt tao? Không, bỏ vô máy giặt rồi có cô đi phơi rồi cô đi xếp lại. Mẹ em còn xếp ở nơi em cứ ủa mẹ xếp làm gì, mẹ xếp cho gọn. Cái đợt mẹ em ra Đà Nẵng ở là mẹ cứ nấu đồ ăn á, xong mẹ kêu mẹ biết rồi nha, mẹ biết cái xe đó gửi rồi, là mẹ cứ ướp đồ ăn sẵn bỏ vào cái hộp á, xong mẹ gửi ra cho em, không thì mẹ chở ra. Em chỉ việc bỏ vào lò quay hoặc bỏ lên đun thôi. Trời là mẹ chuẩn bị đồ ăn tới như vậy luôn. Thì mẹ chăm quá. Hai con dâu rồi mẹ đều lo vậy luôn đó hả? Con dâu cũng nha. Mẹ cũng lo cho chị như vậy luôn. Trời đất ơi. Ôi sướng quá vậy ta. Quá trời sướng luôn rồi. Có giờ mẹ chồng la con dâu không? Không, mẹ chưa chồng giờ. Chưa la con dâu mà chưa la con trai mua chữ. Có la hắn cái chuyện ít ăn thôi chắc cô không lo cho. Rồi mẹ em chăm lắm. Giả dụ như là ngày hôm đó là nhà con có nấu khổ qua, canh khổ qua thì con không biết ăn canh khổ qua. Thì mẹ con sẽ nấu riêng một cái tô canh khác cho con ăn luôn. Hoặc là con không biết ăn hành thì mẹ sẽ phần một cái đồ ăn riêng cho con luôn. Là mẹ sẽ để ý coi là hôm đó con đồ ăn đó con có ăn hợp không, là mẹ sẽ chuẩn bị như vậy. Hoặc là muốn cái gì là mẹ cũng sẽ lo. Thấy chưa mấy cô gái còn trẻ nghe làm dâu sợ. Có những cô nó không làm dâu, đừng làm dâu, sợ làm dâu lắm. Lấy nhau là ra riêng liền. Đó, nghe câu chuyện này có ai muốn làm dâu không? Muốn. Đó, thấy không? Rất muốn làm dâu. Thật ra làm dâu bây giờ không phải như ngày xưa nữa rồi các bạn trẻ ơi. Nhưng cũng xui xui cũng bị á. Không có đó. Rồi trong nhà là nó nhạy cảm nhất cái tiền bạc, tiền điện, tiền nước, tiền chợ, búa này kia. Con có phải góp gì cho mẹ này kia? Dạ không. Con về ở mẹ con dư 1 tỷ năm đầu tiên chú. Trời ơi. Tết năm đó con còn bảo mẹ năm nay dư 1 tỷ nha. Làm dâu 1 năm là dư 1 tỷ. 3 năm rồi chắc cũng có. Là 3 tỷ. 3 tỷ rồi. Thôi đó. Con làm dâu đi. Chắc phải cô cũng có. Hết rồi, ta có hai người hết luôn rồi. Cô hỏi cô còn có chị em gì không con vậy? Thấy chưa? Làm dâu 5 dư 1 tỷ. Trời ơi. Rồi cái 1 tỷ là mình có chia cho mẹ không? Không mua chị, đất mua đất đó. Mới cắm thêm cái sổ mới mua đất đó mua chị đất. Chị nó còn dư rồi, còn lấy liêm cái sổ đi cầm. Ráng xin mẹ luôn nhà luôn. Mà hiện tại là đang có dự định miếng đất nào nữa chưa? Dạ chưa, bây giờ cũng nhiều quá rồi. Mẹ sẽ kêu là thôi mẹ cho, nên em sẽ chững lại. Cho cái nào? Giờ giờ mẹ cho gì lấy cái đó, cái nào cũng được hết chứ. Ủa sao mẹ còn nữa hả mẹ? Cái nhà đang ở là mấy tấm không? Tấm là gì chú? Tấm là gì chú? Tầng lầu á. À dạ, 6 lầu. Trời ơi. Mặt tiền không thương, mặt tiền không? Mặt tiền chứ mẹ ha, nó mặt tiền. Lấy cái nhà đó. Trời ơi. Có bao giờ mẹ có ý định gì? Suy nghĩ cho nó lấy luôn. Năm rồi dịch là kinh tế khó khăn rồi đó chú. Chứ không khó khăn chắc còn dư nữa. Trời ơi, vậy đó làm dâu vậy sao không sướng trời. Con dâu làm dâu là vừa mẹ chồng vừa lo ăn uống ở đi lại. Rồi là tiền cho mỗi năm dư 1 tỷ. Rồi lấy luôn sổ đỏ của mẹ cầm luôn cái nhà 6 tấm này. Nó chắc lòng vòng nó cũng tới luôn giờ luôn đó. Thương mẹ quá. Mà cái điều gì mà khiến thương mẹ, thương nhớ cái kỷ niệm đó có không? Tại vì mẹ rất là thương em. Giả dụ như là ngày đầu tiên
mẹ em thì ly dị rồi. Những cái gì mà mẹ cho em là bù đắp lại cho em hết. Cả ba cả mẹ chồng luôn, nên là sẽ bù đắp lại tất cả những cái mà em thiếu sót trong tuổi thơ của em, kể cả về vật chất lẫn tinh thần. Hiểu mẹ em thì nấu ăn không có ngon, nhưng mà mẹ phải đi làm để nuôi tụi em nữa, một mình mẹ nuôi ba chị em lớn. Thì em tự làm ra tiền, em cũng không có tiền, em chỉ dùng tiền mẹ cho em để đi học, để em kinh doanh. Cho đến ngày em gặp mẹ thì em cảm giác là nếu như mà em thất bại á thì sẽ có mẹ ở sau lưng. Thì lúc đó là em cảm thấy là mình luôn luôn có chỗ dựa. Còn từ trước tới giờ thì em nghĩ là nếu như mà em ngã xuống á thì em không có chỗ dựa. Thì vì gia đình em rất là không tới nỗi khó khăn, nhưng mà mẹ em chỉ là giáo viên thôi. Thì lương giáo viên mà nuôi ba chị em á thì không phải đơn giản, rất là vất vả để cho em đi học đại học nữa. Những cái mà mẹ cho em á là những cái mà em thiếu. Mẹ cho em mọi thứ luôn, cả ba cả mẹ chứ không riêng gì mẹ. Con khóc, mẹ con cũng muốn khóc kìa. Mẹ con dễ khóc lắm. Có bao giờ hai mẹ con ngồi khóc với nhau không? Tâm sự về những điều vừa rồi không? Cô thì cô khóc là cô cũng ít cho nó biết. Tại vì cô thấy hoàn cảnh gia đình á nó không có được trọn vẹn, thì cô thấy tội. Hồi nó mới về á là thằng cô nói là ba mẹ bé Thương ly dị rồi. Bé Thương thì bản thân cô á là lúc nào cô cũng sốc. Sốc là cũng sốc chi mà kêu thì giờ sống ở đâu, sống với ai thì là bé Thương sống riêng ở sông Sài Gòn vừa học vừa làm. Nếu mà mẹ bé Thương có bước nữa không thì kêu là có, thì cô cũng hủa. Thì kêu là nhưng mà có con không kêu không, thì cô kêu thôi rất cũng được. Nhưng mà khi cái gì là cô thấy là thì con biết rồi, thứ thường thường là ba mẹ mà ly dị á là con rất là tội, nên cô cũng cố gắng bù đắp cho cái điểm tội ra. Tại vì ở với ba thì đâu ở với mẹ, ở mẹ đâu ở ba thường thường nữa, nên cô là cô cố gắng là buông ra, buông đáp lắm. Bởi con giao cô mà hát mấy diễn bùng bùng á là cô biết là có chuyện chi rồi. À chắc có chuyện chi rồi, hơi đứa giận hờn là cô lo lắm đó. Hán bùng á nhưng mà cô lo 10 gấp 10 hán. Ví dụ giận vợ chồng giận chi là cô lo lắm đó. Cô bù theo cô hủa cho được. Chồng con ăn hiếp cô, con mát mày chồng con không? Có chứ ạ. Dạ có chồng. Con hay mát lẻo lắm. Bắt đầu cô là lo, cô sợ, cô thấy tội quá, cô lo, cô than hủa chừng miết. Đang với câu, muốn mẹ nghe nè. Có cái nam đó, tách nằm im trong phòng đó. Một nam tách nằm im trong phòng đó. Cô vô cô thấy nó mẹ hết khét khát khát rồi. Cô quá hủa, chết ra anh khát. Kêu anh Trường đi nhạo, không dẫn con đi chào. Cô có kêu thôi thôi ngồi dậy đi mẹ có ba chở đi Hồ On chờ. Wow. Vô mẹ ngồi dậy ra đây. Cái cơ bùng của tuổi thân á. Rồi cô biết rồi. Cô thôi tội. Tại vì nói chứ đủ cha đủ mẹ vẫn hơn. Bởi cô là cô hai nói nó lắm. Cô hai dạng công cô. Cái chi cố gắng chịu nhịn xí nghe công. Dao cũng như con trà cô hai dạng đó. Ví dụ như có thể nhịn chút đi công, nhịn lãng qua hết á. Còn ví dụ cái chi mà nó hơi hơi ái thì mà xách cái xe rồi đi dụ tới quán cà phê ngầu cắt. Đừng có qua nói gì cho nó mệt. Rất là khỏe nhất. Nhưng khi nó mét con mình ăn hiếp đó, thì mẹ binh con mình binh nàng dâu. Không, cô hủa cho rõ ràng, nhưng mà trước tiên là con mình là sơ đã. Tại vì rằng cô nói với con á, thường thường á, phụ nữ á, là người ta chịu đựng nhiều lắm. Họ chịu đựng hơn đàn ông nhiều chứ không phải là đơn giản đâu. Cô biết, cô làm dâu cô cũng biết phụ nữ là chịu đựng. Nên là chơi cái lo công trước đúng sợ là đã ở đâu tính xa. Không có nói là đi lo con dao hồi này kia, cô không có bên con mình. Nhưng mà cô ha la con cô. Cái gì cô cũng lo trước. La trước mặt con chứ con vui lắm con ha. Bữa nào mẹ chồng la chứ chồng còn trước mặt con vui không? Chồng con giận con luôn mà. Không phải giận mà không thèm nói nữa, chán. Mẹ con kêu á, giả dụ xui xui mà sau này có đi đánh ghen á là phải nói với mẹ dẫn đi. Chứ không có đi một mình, mẹ dẫn đi. Chồng nó là tự nhiên hắn bị ra rìa. Mẹ vẫn thương là đồng loại nhà ra rìa. Thương có hiểu mẹ nhiều không? Em cũng không rõ là nhiều hay không thì em không rõ. Nhưng mà có hiểu mẹ. Có hiểu mẹ. Vậy thì Thương có cảm thấy là mình có cái điều gì mà chưa làm mẹ hài lòng không?
có thể là em chưa chịu sinh cháu cho mẹ chẳng hạn. Em nghĩ là cái đó là cái mẹ bận tâm nhất thôi, còn mẹ không có bận tâm vấn đề gì về là em mẹ hết. Đúng không mẹ? Đúng, cô kêu là cố gắng năm nay đi làm đi, đi tới đi lui nhiều chỗ thì cứ đi đi, mà thâu sân nam ở nhà sinh cháu cho chồng. Mẹ còn khỏe là mẹ giữ mày lo. Chứ rồi khi mà lớn tuổi là mày lo cho được, giữ lo cho con thằng anh thì phải lo cho con thằng em. Thấy không? Mà án là ren là ngủ ở xa, là mẹ ruột ở xa, còn mình là ở gần. Ví dụ như ba mẹ ruột mà ở gần á thì có thể gửi này kia, còn như ba mẹ ruột không gần là rất là khó. Nên ấy cô nói là thâu sinh đứa con cho rồi đi làm đi ăn, chứ con đừng có nghĩ là cứ để làm cho thiệt nhiều tiền rồi sinh con là không được. Nhưng mà còn rào cản gì tụi con không sinh nữa. Thật ra thì là năm qua thì kinh tế nó cũng bị ảnh hưởng nhiều, nên là con muốn là ổn định một chút xíu thì con nghĩ sang năm là phù hợp rồi. Dạ. Nhưng không lo gì, mình còn 2 miếng đất mà. 4 là miếng đất của em luôn. Trời ơi, vậy cô? Là trời, là mẹ chưa cho cái... chị. Em còn phải đợi mẹ cho nữa. 4 5 miếng đất còn mà đợi mẹ cho nữa hả? Cho thêm nữa mới đỡ. Trời ơi, đỡ sao mà hết, mà xin dữ vậy. Thật ra câu chuyện ngày hôm nay rất là vui. Chúng tôi muốn có sự chứng kiến của mẹ ruột anh Thương luôn. Dạ, rồi, con cũng mời cô ạ. Dạ, con chào cô. Wow, bất ngờ quá, con cũng bất ngờ nữa. Dạ, chào chị. Dạ, rồi, dạ con chào cô ạ. À. Dạ, con xin mời cô ạ. Châu, cháu vô bài trời đai. Trời ơi, hai bà xui. Bao lâu rồi chưa gặp cô? Hơ bà xui nó tóm miết ra cái loại vậy đó hả? Nó chuyện điện thoại miết rồi lâu gặp mặt là bao lâu rồi? Hai bà xui trẻ đẹp á. Thật ra nãy giờ cái câu chuyện này á, con chị cũng rất là hạnh phúc. Và đúng là người ta gọi là kiếp trước chắc chị với con cũng tu nhiều lắm á, mới gặp được người mẹ chồng thế này. Chị có thấy như vậy không? Dạ, đúng như vậy Quyền Linh ạ. Cảm ơn chị lắm. Chị là người mẹ thứ hai của con mình đấy. Không biết nói thế nào, chị biết là cảm ơn chị rất nhiều. Chị đã dang rộng cái vòng tay để đón con vào lòng. Vì rằng con ở xa mẹ, mẹ không có được chăm sóc con nhiều. Thế nhưng mà đến lúc con lấy chồng, con được mẹ chồng như thế này là niềm hạnh phúc lớn cho mình và cho cả gia đình mình luôn. Chị đã dang rộng vòng tay để chăm sóc con, dìu dắt con ngay từ những ngày đầu tiên bỡ ngỡ về nhà. Nhớ lắm. Cảm ơn chị nhiều lắm. Chị cũng cảm ơn em, mà cũng xin cho chị một đứa con dâu rất là tuyệt vời. Bây giờ con dâu á, khóc bây giờ thấy sự hạnh phúc của hai mẹ rồi ha. Hai mẹ ôm nhau như hai người bạn vậy đó, hai người bạn thân luôn đó. Chị là người chị, về ngoài đời thì chị nhiều tuổi hơn. Thế nhưng về mặt gia đình thì bây giờ chị cũng như là người chị của mình. Những lúc mình ốm đau nằm ở bệnh viện ngoài Đà Nẵng thì chị cũng là người thăm nom chăm sóc. Và đặc biệt là chị cho mình thằng con rể như một cậu con trai vậy. Chăm sóc mẹ từ lúc mẹ chưa mổ cho đến lúc mẹ khỏe mẹ về. Đấy là một cái niềm hạnh phúc mà mình nghĩ rằng là khi mình không được hạnh phúc nhiều lắm, mà bây giờ con mình được hưởng cái trọn vẹn cái hạnh phúc trong gia đình chị Tám, thì đó là niềm hạnh phúc của mình. Chị Tám tốt quá, chị Tám quá tốt. Chị Tám cực kỳ tốt luôn á. Hôm nay có hai bà mẹ đây nè, con muốn nói gì, con muốn hứa gì, con muốn nói gì yêu thương nhất dành cho hai bà mẹ đi. Con cảm ơn hai mẹ đã nuôi nấng chăm sóc con. Cảm ơn mẹ Phượng là bao nhiêu năm cho dù vất vả thế nào vẫn cho con ăn học, vẫn cho con được có cơ hội được làm những gì con muốn. Cho dù là mẹ nghèo, mẹ vẫn cố gắng hết sức để lo lắng cho con. Còn mẹ Tám, cảm ơn mẹ là không cho con cảm giác là mẹ chồng, luôn luôn yêu thương, lo lắng, chăm sóc và cho con tất cả những gì mà con thiếu, bù đắp cho con hết. Con biết là con còn nhiều thiếu sót. Con biết là có những lúc con làm mẹ buồn dù mẹ không có nói. Nhưng mà con sẽ cố gắng bây giờ sau này trở nên tốt hơn để mà có thể làm cho mẹ vui hơn. Mẹ Tám ơi, mẹ Tám có điều gì muốn nói không? Mẹ là không có điều gì muốn nói hết. Nhưng con dâu của mẹ rất là mẹ thấy cũng ngoan hiền rồi. Nên thì mẹ chỉ có mong là sang năm sinh mẹ để trao thật. Mẹ không có gì hết. Mẹ cũng thế.
Rất là vui khi gặp ba người phụ nữ cùng một hạnh phúc chung. Và Linh nghĩ rằng cái niềm hạnh phúc này cả ba người đều chăm sóc, nuôi nấng nó để nó trở thành một cái hạnh phúc hoàn hảo nhất trong gia đình của chúng ta. Tuy ba là một rồi đó ha. Chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc như thế, yêu thương nhau như thế và thành công nhiều hơn nữa trong cuộc sống này. Và con còn biết là Thương có món quà muốn dành tặng cho hai mẹ nữa. Đây là của mẹ Tám. Cho mẹ Tám hay đi nắng chạy tới lui để mua đồ ăn cho con. Đây là cái này tặng mẹ. Mẹ cảm ơn con. Biết mẹ Phượng là đang thiếu một cái thảm tập yoga. Trời ơi, là cái này tặng cho mẹ. Sao hay vậy ta? Cảm ơn con. Chị em ở nhà chị em sẽ làm tặng cho con món quà này, mà món quà này là mẹ đặt bay tới nước ngoài. Wow. Là cô như món quà một cái vái, mà mở vái là không lưng luôn. Cô như cái món quà này chỉ có mình còn khó vậy vậy. Wow. Con xin. Cái váy mua từ nước ngoài luôn đó hả? Má mua từ nước ngoài mở vái mà không. Con không biết là cái gì mà mẹ con kêu là không ở đâu có đó. Không ở đâu có. Bây giờ không có được, cô cho con xem cái được không? Tại vì mình không có được. Thì bé Thương cứ mở ra đi là có món quà. Tại vì bé Thương á, về nhà cô là chỉ có mặc vái giờ có lưng, nhưng mà chưa một lần được mặc cái vái này. Từ 3 năm đến chưa đó. Được một lần mặc cái vái này, nhưng mà cô phải tặng cái được cái vái này. Cái vái này là coi như là Lộc có nói cho xem cái váy còn được, chứ không lẽ chú nói còn cho chú xem cái váy nó kỳ. Đó, chưa một lần được mặc cái váy này là cô phải tặng cho. Ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi. Tập về thì chưa một lần được mặc mà ba năm rồi con chưa bao giờ nấu ăn. Con đúng, đúng không? Con hiểu ý mẹ con chưa? Chứ còn tặng vàng mấy chục cây đâu có là cái chiên chị đâu con, đúng không? Ý nghĩa lắm đó. Cái điều này Thương chưa có bao giờ đó. Chưa có bao giờ đúng không? Dạ. Vậy là ta hiểu ý mẹ rồi. Có hai điều mẹ mong muốn. Một là nấu cho mẹ một bữa cơm nào đó, bữa cơm gia đình nào đó. Điều thứ hai là có cháu nội cho mẹ và cháu ngoại cho mẹ ruột của mình ha. Dạ. Hy vọng rằng con sẽ thực hiện được những điều ước mơ của hai mẹ một ngày sớm nhất. Dạ. Nha. Cảm ơn ba mẹ con đã tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Còn là ba thì ba khoái người Nam nấu cái món cá lóc chân tương hoặc là cá lóc hấp. Hay nó bảo thôi để mai con đi chợ con nấu cho. Thế là cá lóc nó không mua, nó mua cá diêu hồng. Nó về nó làm chân tương, lúc mà mang lên nhìn không phải sợ là nhau ăn được. Thế là cứ ấn tượng mãi cái bữa đó, mà bữa nay chồng có kể lại chứ tôi không biết kể. Nhưng mà anh có dạy cho nó mà làm món gì không? Có chứ. Dạy món gì? Thì có nhiều món, chẳng hạn như là đơn giản thôi thì dạy nó bảo ba nấu ăn ngon, tức là mình nấu cái gì nó ăn, nó khen ngon đấy. Ngon thiệt không, là không dám chê. Ví dụ như món mà chồng em mới vừa nói đó. Món đó là nó kỵ. Nhưng mà chú ơi, dạ sợ lắm, nhưng mà ba cứ liên lén con dâu không có nhà thì ba mới dám ăn. Không, tôi thì chẳng hạn như ở chỗ tôi ở thì thịt chó thì nó cứ bán nấu chín á. Nhiều khi mình hồi xưa thì mình ăn nó thoải mái, nhưng mà mình biết là con dâu nó sợ, đâm ra là mình không muốn sợ cho nó có cảm giác là sợ, đâm ra là mình tránh đi thôi chứ không phải mình sợ đó. Tức là thí dụ căn hôm nào mà nó hỏi ba cho con xin phép con về nhà ba mẹ con ăn cơm thì hôm đó mình mua mình ăn. Thì khỏi mất lòng, coi như mình sống với hòa với quý, chứ bây giờ mình cứ càng gây nhiều cái khó khăn áp lực thì sống nó cảm thấy nó không vui. Thấy chưa, thấy bà Thương cũng giàu dễ dàng chứ, gặp người khác kể với ta ăn chứ không có cho mày. Đúng rồi, đúng không? Nhưng mà ba có khó tính gì lắm không? Ba đặc biệt là bình thường rất là khó, nhưng mà chỉ khó với người ngoài thôi, đối với con thì con cái là tất cả, không có điều kiện nào. Hay à, có phải đây là một câu chuyện rất là hay. Nếu mà cô con dâu nào mà về làm dâu mà gặp ba chồng vậy thì rất là tuyệt vời ha. Dạ. Còn mẹ con có giống như ba không? Má chồng. Mẹ chồng á, dạ. Má chồng thì cũng rất là thương con, nhưng mà má thì kiểu như là không có hợp lắm với hơn bà ba. À, không hợp lắm đúng không? Ừ. Rồi có bao giờ ba binh con không? Có được chứ. Được mặt má không? Dạ có. Giống như má nói là cái này cũng vui thôi, má nói là con phải làm này làm kia, giống như dọn sạch sẽ phòng đi hay gì. Ba bảo đùa thôi, nhưng mà ba nói là dọn làm gì, để có việc cho mình làm nữa chứ. Ờ, binh quá thì là binh luôn hả? Chú ơi, cho con hỏi chút xíu nha.
chị có hay làm cho chú những cái bất ngờ gì mà làm chú nhớ, chú ấn tượng không? Năm tháng 2 năm vừa rồi, mới được có mấy tháng thì hôm đó là sinh nhật của chú, thì hai vợ chồng nó cũng tạo bất ngờ, tức là chú vô phòng chú nằm nghỉ thì nó gọi ba ra con hỏi này, thì nó có mua một cái bánh sinh nhật rồi mua cho tôi hai cái áo, thì đó là một cái ấn tượng mà gọi là bất ngờ hai vợ chồng nó dành cho tôi, thì cái đó là ba cũng cảm ơn hai con. Đó giờ là chưa có ai làm sinh nhật cho tôi hết, chưa có làm luôn. Lần đầu tiên là con dâu nó tổ chức đó hả? Đúng rồi, tổ chức được mới lần đó thôi hả? Thì nó mới về làm dâu bắt đầu nó mới tổ chức, chứ còn trước đây nó có phải con dâu rồi nó thấy mình không? Mình rất là thương con dâu. Ý là chú hỏi là 2 năm thì phải làm 2 cái sinh nhật. Đúng rồi. Chắc có lẽ là chưa tới sinh nhật, gần tới rồi đó. Đúng không? Rồi. Thì cũng không nhớ sinh nhật ba. Trước cái khúc mà ba kể đó là hôm đó đi về thấy ba uống lon bia mà có một mình thôi. Thì cũng đâu biết sinh nhật đâu, nhớ sinh nhật ba đâu. Thế là ba cho xem chứng minh nhân dân, kiểu như là nhắc khéo hay sao. Em vô tình mình thấy. Thế là ba đi ngủ, mình thấy là sao trời tội nghiệp ba quá, không ai làm gì cho ba, không ai nhớ hết. Thế là bắt chồng hay chở đi mua bánh sinh nhật với quà cho ba. Nên định làm mấy lần? Dạ chắc nhiều lần về sau. À nhiều lần luôn. Đây là một người rất tình cảm, bởi vì á những người tình cảm thì dễ rơi nước mắt lắm ha, giống như bà con nãy đó. Rồi, hôm nay thì cảm ơn cha chồng nàng dâu đến đây tham gia chương trình, hy vọng là có nhiều cái người cha chồng dễ thương như thế này nữa, thậm chí mẹ chồng giống cha chồng cũng được ha, yêu thương con mình như con ruột như vậy. Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Hôm nay thì con có muốn nói gì với cha con không? Con muốn thông qua chương trình này nói một điều mà mình luôn nghĩ nhưng lại không dám nói, đó là con rất là thương ba. Ba nghĩa là ba ruột mày. Rồi, ba cảm ơn con. Ba cũng muốn nói gì với con dâu không? Thì chỉ mong vợ chồng con sống hạnh phúc vậy thôi. Rồi cố gắng sanh cho ba đứa cháu nội rồi ba bầu. Đó, cái điều đó nói đi. Thì nó sẽ hứa rồi. Giờ hứa trước mặt chồng nó hứa là được rồi. Chồng, nói. Thôi. Chồng nó hứa nó phải hứa nữa. Cha chồng này binh con dâu lắm chú. Không được đâu. Nãy giờ mình đụng tới dâu phải không? Cản không à? Cha chồng lên mà mẹ chồng cũng lên là hiểu rồi. Rồi, hy vọng rằng gia đình chúng ta sẽ tiếp tục hạnh phúc mãi mãi luôn nha. Như thế này, một lần nữa thì cảm ơn người đàn ông rất là tuyệt vời. Một người đàn ông đại diện cho cũng rất là nhiều người đàn ông đã làm cha chồng. À, xin gửi cho gia đình một cái kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin mời Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mẹ Chồng Nàng Dâu thứ hai. Dạ, chào cô. Chào em. Chào cô ngồi. Chào chị, dạ xin mời chị. Chào con. Rồi đi cô. Cô có thể giới thiệu tên tuổi mình cho mọi người cùng biết không? Kính chào quý khách, khán giả đến xem đài chương trình của Mẹ Chồng Và Nàng Dâu. Coi như là tôi là tên là Nguyễn Thị Cúc, hôm nay 60 tuổi, là mẹ ở phường 1 với quận 11. Đến đây là coi như là chương trình với lại dâu tôi là Thủy đây. Dạ. Dạ. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh cùng với Lê Lộc. Em tên là Phạm Thị Thu Thủy, hiện tại là em 29 tuổi. Nghề nghiệp của em là trưởng phòng kinh doanh tiệc cưới ở quận 7. Em làm dâu của mẹ được 6 năm rồi. Ồ, 6 năm. Mình có em bé chưa chị hả? Chị có một bé rồi, một bé trai, 5 tuổi. Chứ bà 6 năm hồi xưa, 6 năm là 6 đứa rồi đó. Cô, cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình thì cô cảm nhận như thế nào? Coi như là lần đầu tiên là hôm đó là nhằm dịp Tết, cái nó mùng 3 Tết gì đó nó dẫn về giới thiệu nó mẹ này bạn gái con đó, thành ra hả thấy cô nàng cũng xinh xinh với lại cũng dòm thấy cũng hiền hiền, thành ra cũng để ý cũng nhìn coi
cái thái độ này sao thì thấy cũng hiền hiền, người ta cũng nó hơi được. Mẹ chấm nhỏ này á, không biết tụi con sao, quen lâu chưa thì cũng hỏi thăm vậy đó. Rồi nói tụi con là bạn học với nhau, hồi đó là coi như là học cấp 2, xong rồi vắng đi thời gian, rồi sau này hai người gặp lại sao rồi quen, rồi mấy năm sau rồi đó, rồi nó quen rồi nó mới dẫn về đó, chứ đâu phải nó mới quen nó mới dẫn đâu. Rồi nó cưới về nó còn hiền hiền không? Nó cũng hiền lắm, không hiền lắm á, hiền từ đó luôn hả? À vậy tốt rồi. Cái ấn tượng của chị đối với mẹ chồng của chị là như thế nào? Lúc đó là quen ảnh á, thì ảnh cũng hù dọa nhiều lắm, nói là ba mẹ anh khó lắm nha, em mà về á là em phải thùy mị đoan trang, mà tính chị á thì thùy mị ít lắm, hầu như là cũng nam tính cũng mạnh mẽ đó. Đó thì ảnh nói cũng sợ mà trước đó thì mẹ chị á có nói về vấn đề mà mẹ chồng nàng dâu á, sau này á thì nghe cũng hù nhiều lắm, cũng sợ lắm, trong đầu mình rất là sợ về hình ảnh về người mẹ chồng đó. Thì khi mà về á thì khoảng mùng 3 Tết ảnh có vợ dẫn về nhà, thì gặp ba mẹ thì cũng sợ, nhưng mà cái hình ảnh đó nó giảm bớt đi, bởi vì nhìn mẹ, gương mặt mẹ rất là phúc hậu, với ba cũng vậy luôn, trên tâm lý nó cũng đỡ. Nhưng mà mẹ thì có nói với như vậy, hai đứa quen nhưng mà cũng ít nhất cũng 1-2 năm mới được cưới đó. Thì mà ông xã hiện tại thì cứ nói là bây giờ anh dẫn về là cưới luôn, được là cưới luôn đó. Thì cũng suy nghĩ là anh cũng hứa lèo mình đó. Thì sau này hỏi thì mới biết là mẹ cũng muốn là cho hai đứa là có mối quan hệ nó sâu đậm một chút, thì sau này mình cưới nhau về mình sẽ ít có sự bỡ ngỡ hơn, sẽ hòa hợp nhau nhanh hơn so với những người mà quen ít. Tức là sau sự cố đó mình cảm giác mình bị lừa đó hả? Dạ. Phải không? Bị chồng lừa phải không chị? Dạ đúng rồi. Không biết là mẹ chồng mình có bao giờ lừa mình chưa ta? Chưa, mẹ chồng thì chưa. Dạ hả? Không có đâu. Mẹ chồng chắc thử lòng đúng không? Dạ. Dạ. Nhưng mà cô cảm giác rằng mình hợp với con dâu những cái tính cách nào? Thì thấy nó cũng lo làm ăn, về rồi cũng có công ăn chuyện làm, cũng lo làm ăn, rồi thấy hai vợ chồng cũng hạnh phúc, mình cũng mừng, với lại thấy nó cũng hiền hiền đó, không chứ có hợp tính gì của cô. Cái tính coi như là tính tình thì cũng hợp, không có hợp vậy gì nè, ăn uống có hợp ăn không? Ăn uống thì cũng hợp, mà hồi lúc mà mới về thì coi như là cũng nói như dặn là bây giờ là, tại vì tôi cũng có một con dâu trước nữa, thành ra mới vừa cưới có năm mấy thôi, thành ra dâu này là năm mấy sau là cưới đó, là thêm hai dâu ở chung, thành ra cũng có dặn là như là chị em bạn dâu thì coi như là phải hòa đồng với nhau, công việc này kia, thí dụ mà bằng ăn làm việc nhà đình gia đình thì chị em phân công nhau làm, chứ đừng có như là gây gỗ hay là gì là ba mẹ không có thích đó. Và em út ở nhà cũng vậy, cũng căn dặn vậy đó, rồi tụi con làm gì thì cũng nói cho ba mẹ biết. Sau này cũng như là hay là xích mích gì trong nhà thì cũng phải nói ra, chứ đừng có để ghìm thì cái dục này phan cái kia là mẹ không có thích đó. Cũng có dặn con vậy, chứ con cái nó mằng ăn, nó lo mằng ăn, mình cũng phụ giúp nó cái nào thì được cái nấy. Tại vì công việc của Thủy thì coi như là không phải là sáng đi chiều về, tại đôi lúc nó làm tới 11, 12 giờ đêm nó mới về đó. Về sáng đôi khi bữa nào mà làm tăng ca hai ca thì cũng như là sáng thì làm 8 giờ, đôi lúc mà 8 giờ thì tới về 5-6 giờ chiều, còn bữa nào làm 2 ca chiều thì 1 giờ trưa nó đi tới 11-12 giờ đêm nó mới về. Sau cái ngày mà cưới á chị, thì mẹ con mình có câu chuyện gì mà vui vui không, hay là những cái kỷ niệm gì không? Dạ thì lúc mà mới về á thì cũng được mẹ ruột á dặn rất là kỹ, thì mới về đầu tiên á là sáng là 5 giờ dậy, tại vì gia đình cũng dậy sớm, ba với mẹ cũng nghĩ là dậy sớm 6 giờ dậy rồi, thì 5 giờ dậy để mình lo cái buổi sáng trước. Thì lo được 3 ngày thì mẹ có nói là thôi con ơi con đi làm thì thôi ăn sáng để tự túc đi, chứ ba mẹ cũng không có câu nệ cái vấn đề mà con phải lo thức dậy sớm quá,
để mà chuẩn bị cái buổi sáng đó. Tại em đi làm, chị đi làm á thì cũng sáng là 8 giờ đi rồi, cho nên mẹ sợ cái sức khỏe nó không được tốt thì mẹ cứ nói thôi để ba mẹ tự túc cho. Cái đó là xưa giờ mẹ cũng là nội trợ trong nhà để mẹ lo vấn đề đó. Tự nhiên cảm thấy nó nhẹ nhàng gì đâu, hơi là có 3 ngày á, nếu mà suốt nữa chắc là cũng phải nói lại. Dâu trong gia đình mà có hai chị bạn dâu ở chung á thì nó cũng hơi nhạy cảm, đúng không? Có những lúc nào mà mẹ khó xử giữa hai chị em dâu không? Cái nàng dâu trước thì cũng hiền như nói vậy đó, coi như là cũng biết nhờ, hai chị em nó phân nhau làm gì cũng làm, mình cũng ấy nữa. Rồi tới hồi bắt đầu nó sanh con đẻ cái rồi toàn mình giữ không giữ cho nó đi làm, chứ giờ mướn người ta tiền đâu mà đủ đấy, để cho nó làm nó có tiền nó mua sữa cho con nó uống, nó không báo mình thôi nó vậy đó, cũng như là tâm lý mình vậy đó. Nhưng mà có khi nào mà vì hai chị em bạn dâu mà làm phiền với mẹ chưa? Nhà có này làm nghĩ nhiều lắm luôn á, vì hai chị em á thì cũng đi làm, chỉ làm hành chánh, em thì làm theo ca, thì cũng nhờ sự hỗ trợ của gia đình bên chồng rất là nhiều, đặc biệt là mẹ chồng chăm lo nội trợ nè, với lại con cháu trong nhà, nên em cảm thấy cũng có lỗi nhiều. Có lỗi nhiều lắm. Dạ. Chị ơi em nói nghe nè, cái vấn đề mà sau cưới á, cái chuyện tiền phong thư á, mình em thấy cái vấn đề đó thường á là cái cặp vợ chồng hay đưa cho mẹ, không biết vợ chồng mình sao ta? Thì cái vấn đề này á, ba mẹ chồng á sợ ra nhìn khó thiệt, nhưng mà rất là thương con cái, hầu như cái tiền đó là ba mẹ tặng lại cho hai vợ chồng để coi như là cái một của hồi môn, để sau này có mua nhà mua cửa gì đó để cho hai đứa tự lo, cho nên ba mẹ cũng không có đụng gì đến tiền đó hết. Còn nói chung vậy thì đi chợ đi búa tiền bạc ai lo nhỉ? Dạ thì mẹ em á là nội trợ chính, mẹ lo hết toàn bộ cái công việc nhà luôn, bếp núc, mẹ còn buôn bán nữa, chung là mẹ rất là gọi là nữ tướng gì đó. Dạ còn hai đứa dâu với em á thì chỉ hỗ trợ, ba mẹ thì cũng không có đòi hỏi là phải bao nhiêu hết, tùy được con như thế nào thôi, thì tụi em cũng hỗ trợ một phần cũng nhỏ. Là cũng... mỗi tháng mình đưa hay sao chị? Dạ đúng rồi, mỗi tháng. Ví dụ tiền điện, tiền nước thì kia phải phụ ba mẹ chứ. Dạ. Con cái nữa. Dạ. Có khi nào quên đưa không? Đây đây, có cái một lần á. Có thấy chưa? Chủ này tôi biết mà, hay quên lắm. Dạ. Rồi xin chào hai mẹ con. Thì không biết cảm giác của gia đình mình thế nào khi được mời tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ạ? Mẹ nói trước đi. Tôi được bên chương trình mời tham dự vào cái buổi mẹ chồng nàng dâu, tôi rất là vui và rất là hồi hộp ạ. Mẹ em thì đang hồi hộp lắm, còn em thì thực sự là khi mà được chương trình mời ấy, ban đầu em cũng hơi lo ngại, tại vì vấn đề là mẹ cũng từ ở ngoài Hà Nội bay vào, sức khỏe mẹ cũng không được tốt ấy, nên là ban đầu em cũng không dám nhận lời mời, nhưng mà sau đấy thì cũng muốn là hai mẹ con đưa mẹ lên sóng, rồi hai mẹ con có thể chia sẻ nhau những cái tâm sự mà hai mẹ con không đối mặt nói chuyện nhau được ấy. Nên là thật sự là tham gia chương trình này thì cảm thấy cũng, em thật sự em cũng thấy rất là vui, tại vì mình được bộc bạch được và mình cũng hiểu được những cái việc mà mẹ nghĩ sao về mình. Rồi, hồi nãy là cô chia sẻ là cô đang rất là hồi hộp đúng không cô? Đúng. Vậy thì sau khi ghi hình cô được tâm sự với Linh cũng như là Hồ Bích Trâm thì bây giờ cảm xúc của cô như thế nào? Bây giờ này cô thấy tốt hơn rồi. Dạ, rồi thì bình thường ở nhà hai mẹ con mình có thân với nhau không? Cũng hai mẹ con cũng thân với nhau và cũng hay nói chuyện với nhau và cũng chia sẻ với những công việc trong gia đình. Rồi bây giờ hỏi con nhau nha, thì ví dụ như bình thường mình đi chơi đi, mình có hay dụ mẹ đi chung không? Thật sự thì tụi em mỗi lần mà muốn đi chơi hay là muốn tổ chức dẫn mẹ đi biển hay là dẫn mẹ đi Đà Lạt chơi thì hầu như là tụi em muốn những cuộc đi chơi tụi em rất là muốn rủ mẹ theo, nhưng mà mẹ thì sức khỏe mẹ yếu ấy, nên là việc mẹ di chuyển đi xe hay đi máy bay này kia khó khăn ấy, nên nhiều lúc là thật sự mẹ ít hiếm khi mà đi chơi với lại vợ chồng lắm,
Nên mà như vừa rồi mẹ chương trình hỏi là hai mẹ con có tấm hình nào chụp chung không, thật sự là mình nhìn đi nhìn lại, hai mẹ con chỉ có chụp mỗi trong cái dịp đám cưới của em là có chụp thôi. Tại vì cơ bản là mẹ đâu đi chơi chung với hai vợ chồng đâu. Nên là thật sự khi mà mẹ vào trong Nam rồi thì mong muốn là sẽ được dẫn mẹ đi chơi chỗ này chỗ kia. Rồi để mẹ, thứ nhất là cho mẹ đi cho biết. Thứ hai là muốn là hai mẹ con đi chơi gần gũi nhau hơn. Rồi có thể cùng nhau chụp hình các kiểu selfie, up Facebook, up lên mạng để cho gần gũi hơn ý. Cái thực sự đúng là chia sẻ nhau, nhưng mà ở gia đình, ở nhà có chia sẻ, nhưng mà trong những cuộc đi chơi thì lại không, chưa có cuộc đi chơi nào chung với mẹ hết. Nên là cũng mong muốn là mẹ vào trong đây rồi sẽ sức khỏe mẹ đỡ hơn, thì tụi con có thể đưa mẹ đi chơi, mẹ có thể đi chơi chung với tụi con nhiều hơn. Rồi hãy dùng 5 từ để diễn tả về người tập. 5 từ á? Tính từ đúng không anh? Đúng rồi. 5 từ để diễn tả với mẹ. Mẹ tân sinh mà, nên là mẹ xinh. Mẹ xinh nè, hiền. Xinh, hiền. Rồi cái gì nữa nhờ? Mẹ vừa xinh vừa hiền. Hơi sống. Tính cách thì cũng thoải mái mà. Mẹ cũng thoải mái. Nói chung mẹ em được cái là xinh, hiền, thoải mái, cũng vui vẻ, rồi phúc hậu với hiền nó như nhau đúng không ạ? Thật sự mà để dùng 5 từ thì em cũng biết dùng từ gì về để 5 từ, nhưng mà cơ bản hiện tại thì mẹ em cảm nhận được mẹ là một người mẹ chồng rất là cũng tình cảm, thấu hiểu và cũng rất là thương con dâu. Còn cô, nếu mà dùng những điều đẹp, những điều tốt để nói về con dâu của mình thì cô sẽ dùng những từ gì? Cô thấy con dâu cô thì rất là dễ thương và cũng rất là ngoan và cũng rất là chịu khó việc nhà, cũng biết là chăm sóc gia đình và tính cách thì cũng vui vẻ, cũng tốt, cũng không có điều gì mà để cô phải buồn hết đấy. Rồi, đây là một câu hỏi vui. Nếu xảy ra tranh cãi giữa hai vợ chồng thì cô sẽ nghiêng về bên nào nhiều hơn? Cô không biết đúng sai, nhưng mà cô chắc chắn cô sẽ nghiêng về con dâu cô rồi. Bởi vì cô thương con dâu cô hơn đấy. Vì khi mà con dâu cô về để làm dâu cô là từ đầu là cô đã xác định là cô rất thương bé My. Vì là con cô là cô coi như là con gái ấy. Như là con gái ruột luôn. Đúng đấy. Đúng. Nếu sai là con trai mình thì cô phải mắng đầu tiên đã. Vậy cô có cái lời nào muốn gửi đến con trai của mình không? Có chứ. Cô và cô thì cô muốn là con trai cô lúc nào cũng phải vui tươi, chịu khó làm ăn, chăm sóc gia đình, thương vợ thương con. Sau này có con, bây giờ thì cháu nó chưa có con, nhưng mà đấy là cái nguyện vọng cô muốn như vậy. Rồi, cảm ơn mẹ con đã chia sẻ, chúc cho gia đình sớm có tình hình vui, chúc cô sớm có cháu bé nha. Dạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Trong hai mẹ con ai là người muốn tham gia chương trình trước? Dạ em ạ. Vì khi mà muốn tham gia như vậy thì trước đó mình có mẹ như thế nào để mẹ tham gia cùng mẹ con? Em đăng ký xong rồi em mới báo với mẹ rồi mới thuyết phục mẹ. Cô thì sợ lên chương trình cô run, nó có vậy thôi nên là nhưng mà dâu thuyết phục thì cô cũng vẫn tham gia, không sao. Thì cô có xem qua những cái tập nào của chương trình của cô? Cô có xem qua. Thì cô có cảm thấy thích chương trình không? Thích ở cái điểm nào của chương trình này? Thì cô cũng muốn lên chương trình để cái tình thương cho mình dành cho dâu á là nó đậm đà hơn nữa. Nên là cô cũng thích để thăm chương trình mẹ chồng nàng dâu này. Chị ơi, vậy chị thích chương trình cái điểm nào mà chị quyết tâm mình phải đăng ký tham gia không được?
em thích ở chương trình là giữa mẹ với nàng dâu á, thì có những cái khúc mắc với lại những cái nào mà tình thương á mình được thể hiện trong chương trình. Với lại em muốn mẹ là có đam mê ca hát, nên là em muốn mẹ được một lần đứng trên sân khấu để mà hát cho mọi người nghe. Chị ơi, giữa sợ và xem mẹ như một người bạn thì chị đang ở cái ngưỡng nào? Em thì xem mẹ như một người bạn, tại vì mẹ em thì rất là xì tin. Dạ. Tạo cho cô một ấn tượng là hiền, dễ thương, nói chuyện thì dịu dàng. Cái ngày đầu tiên mà chị về nhà mình, chính thức về nhà mình á, thì qua hôm sau chị làm gì đầu tiên? Ngày đầu tiên hả? Dạ. Cô nhớ không? Lâu quá, 5 năm. Chị nhớ không? Chị nhớ không? Tại vì cái ngày đầu tiên đó thì em chuẩn bị sắp bảo vệ luận văn thạc sĩ á, mà cái ngày đó là phải nộp luận văn, nên là sáng dậy sớm là hai vợ chồng phải chạy xuống Sài Gòn để mà làm cái thủ tục nộp luận văn, nên là hầu như là cái ngày đó là không có gọi là làm dâu luôn. Cô, từ cái lúc mà cô biết cái chuyện rồi á, thì cô cái khoảnh khắc nào hoặc cái điểm nào mà cô quyết định là con mình đây chính là con dâu mình rồi, đây là người sẽ làm vợ con trai mình đây? Cái khoảnh khắc là con của cô đi nhập viện, đi nằm viện á, bị tai nạn á, khoảnh khắc đó là cô nói với lại con của cô là con dâu của cô là chỉ có Cao Ngọc Trinh thôi. Điều khác biệt mà ấn tượng nhất đó là mẹ rất là xì tin, dễ thương và thoải mái, phóng khoáng trong tất cả mọi chuyện. Cô, ví dụ như là hai anh chị ở nhà có xích mích gì với nhau đó, thì cô có thường xuyên đưa ra những cái lời khuyên, chia sẻ gì với cả hai? Lúc nào cô cũng không biết bên nào trúng mà bên nào trật, nhưng mà lúc nào cô cũng là rầy con trai cô trước. Lại con trai cô trước rồi xong rồi từ từ rồi cô mới tìm hiểu bên này sao bên kia sao, nhưng mà trước mắt là cô rầy con trai cô trước ép. Cô thích nhất là lúc mà con của cô á bị tai nạn á, là chăm sóc trong thời gian đó, chăm sóc thì lúc nào cũng như là thương cô, cũng như kêu cô nghỉ ngơi để chăm sóc phụ cô đó. Với lại hai đứa thì học chung trường nữa, nên là cô rất thích hiểu nhau.